Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Cam ơi, em biết hôm nay là ngày gì của chị, hôm nay là ngày một cực kỳ vui đối với chị luôn Cam ơi. Hôm nay là ngày chị đạt được 1 triệu sub đó Cam. Trời đất ơi, vui dễ sợ luôn à. Ngày hôm nay chị sẽ quyết định cho em một đống cá luôn. Đó, thích không, thích không? Trời đất ơi, những cái mặt là biết thích rồi nè. Rồi đây, ăn cá đi nha. Đó, 1, 2, 3, hộ cho hết luôn nè. Đó, hôm nay chị vui quá trời luôn, đó, ăn nhiều nhiều vô nha. Thôi, ăn nhiều nhiều vô cho béo khỏe nha em. Thôi, chị đi vào nha, bye bye. La 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 la. Hôm nay cho Cam ăn xong rồi vào đây ngắm kim cương thôi. Trời đất ơi, nó nhiều dễ sợ luôn nè. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời ơi, nhiều quá. Trời đất ơi, đúng là không cày công mình làm việc cực khổ. Bây giờ có quá trời kim cương. Trời ơi, nhìn phê con mắt dễ sợ chứ nè. Thôi bây giờ đi nấu ăn thôi. Vui dễ sợ. Nghe nói đây là làng Hero Team với ông ta. Trời ơi, nhìn cái làng là đã biết có nhiều tiền rồi nè. Kiểu này mình phải vào đây cá kiếm một vài đồ mới được. Trời ơi, nhìn cái làng giàu mà thích ghê luôn đấy. Trời, đâu ra cái con mèo mà đẹp dữ vậy cá. Trời ơi, kiểu này mà mình phải đem về nuôi thì trời ơi, giàu. Đem về lên. Wait. Trời ơi, đâu ra cái nhà mà bự dữ vậy trời. Kim cương. Ủi, trời, cái này là mình giàu to rồi nè. Giàu to rồi, phát đạt rồi. Bây giờ chỉ đem về thôi chứ còn chờ đợi gì nữa. Ôi, kim cương 1 cục, 2 cục. Ôi trời ơi, kiểu này là nhà giàu to rồi. Phát tài rồi. Giàu to rồi, nhặt nhanh rồi đem đi về thôi. chạy. Ôi giời ơi. Anh xin tự giới thiệu, anh là công tử Bạc Liêu, giàu nhất trong làng, gia tài bạc triệu. Trời ơi các bạn ơi, bạn biết chưa các bạn, hôm nay nè các bạn ơi, mình đi mai và mình đào được một đống kim cương luôn, bạn thấy không? Kim cương nè, thấy chưa? Nhiều chưa? Trời ơi trời, mình nói thiệt với các bạn nha, trong làng Hero Team á là mình là giàu nhất luôn các bạn. Tại vì sao? Tại vì nhà của mình bự nhất. Đó, nhà của mình nhiều kim cương nhất. Trời ơi trời, giàu ơi là giàu. Trời, anh Dịch với anh Siro tuổi gì giàu bằng mình. Trời ơi. Ok, đem kim cương về nhà thôi. Ủa sao tiên cửa mở tan hoang ta, cái gì vậy? Sao tiên không đóng cửa lại, bà Sammy này cái gì mà đi đâu không đóng cửa lại trời? Kim cương của ta. Ủa khoan tự mày ơi, rõ ràng mình nhớ là mình có nguyên một đống kim cương mình để ở chỗ này mà sao bây giờ tự nhiên chạy vô không thấy đâu hết ta. Kim cương nó tàn hình được hết ta. Ủa kìa. Ủa không phải kim cương tàn hình nữa bạn ơi, mà là kim cương biến mất rồi. Trời, chẳng lẽ nhà mình có ăn trộm sao? Trời, Sam ơi, Sammy đâu rồi? Trời ơi trời, chờ tôi xíu. Sam to ôm sòm vậy, xuống đây nhanh lên. Trời ơi, kim cương của tôi, bà nhìn kìa. Vậy kim cương trong này chứ sao, gì đâu? Nhìn kìa, kim cương còn đâu, bà thấy không? Trống không à, không còn gì kim cương. Ủa? Nào luôn. Cái gì kì vậy? Ủa? Ủa, sao nó mất hay? Ủa, trời ơi trời. Tôi nhớ rõ ràng nha, là buổi sáng vẫn còn nguyên mấy chục cục luôn á. Bà còn hỏi tôi nữa. Giấu cái đầu bà còn hỏi tôi nữa. Tôi kêu bà ở nhà, bà canh kim cương cho tôi. Mà bà đi đâu mà bây giờ để cho ăn trộm mới vô lấy hết kim cương rồi kìa. Ủa bị trộm rồi hả? Tôi biết đâu, tại vì sáng tôi còn thấy đống mà tôi lên tôi nấu ăn xíu mà xuống như mất hết rồi hả? Trời bạn ơi. Vậy là từ nay Phong Cận không còn giàu nhất làng Hero Team nữa rồi. Phong Cận sẽ trở thành người nghèo nhất làng Hero Team mấy bạn ơi. Kim cương của tôi. Tất cả tại bà. Tôi xin lỗi, tôi biết gì đâu. Tôi lên nấu ăn xong cuối cùng mất hết kim cương rồi. Trời ơi. Thôi đừng có khóc nữa, khóc lóc cái gì mà khóc lóc hoài. Giờ khóc cũng mất rồi, giờ kim cương đâu còn viên nào đâu. Giờ có khóc kim cương cũng đâu có quay trở lại đâu. Bây giờ phải làm sao ta? Ôi kim cương của tôi. Tức quá mấy bạn ơi, cái thằng ăn trộm nào không biết tự nhiên không, nó vô nhà mình nó lấy trộm hết tất cả kim cương của mình luôn. Mình không nào chấp nhận được cái điều này mà. Nó quên mất một điều rằng là mình chính là Phong Cận TV, thám tử vô cùng thông minh. Mình rất là thông minh đúng không bạn ơi? Bạn thấy mình đeo kính là bạn biết mình thông minh rồi đúng không? Hay hôm nay nè bạn, mình sẽ tìm mọi cách để bắt được cái thằng ăn trộm này. Không thể nào mà để cho lấy hết kim cương của tôi được. Sam ơi, bà đi chúng tôi đi bắt ăn trộm không? Bắt được không? Mà bây giờ mình biết đâu mà bắt. Yên tâm, tôi bắt được hết, tôi rất là thông minh. Bây giờ điều đầu tiên nha, là chúng ta cần phải đi tìm manh mối, xem coi thằng ăn trộm này nó đang ở đâu, phải tìm ra được chỗ ở của nó trước, hiểu không? Ừ.
Ok, đi thôi, để tôi ra ngoài đây tôi coi coi có cái chứng cứ, có cái manh mối gì không ta, để xem coi. Ai, cái tên ăn trộm này kỳ này mình phải bắt được nó bạn ơi. Ai, để xem coi, xem coi. Ôi, Sam ơi, cái này phải, cái này có phải kim cương của bọn mình không Sam? Đúng rồi, kim cương nè. Ủa, kim cương của bọn mình nè, hình như thằng ăn trộm nó làm rơi các bạn ơi. Ôi trời. Ê Sam ơi, bà đây coi nè, quá trời kim cương luôn. Ủa gì mà kim cương mà đi hàng dọc vậy? Tôi biết rồi nghe, là nó bưng kim cương nhiều coi nó rớt hay phòng, tôi chắc luôn. À, đúng rồi bạn ơi, thằng ăn trộm này nó đem kim cương của mình xong nó làm rơi ở giữa đường nè bạn ơi. Ôi Sam, vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta chỉ cần đi theo cái đường kim cương này là chúng ta sẽ tìm được nhà của thằng ăn trộm luôn á Sam. Ôi trời ơi, hợp lý, ok, mình sẽ vừa đi mình vừa nhặt kim cương nè bạn ơi. À, hình như là nhà ăn trộm nó nằm hướng này bạn ơi, mình thấy kim cương nó rơi theo hướng này nè. Ô, chết ăn trộm rồi, kỳ này mày bị bắt rồi. Ok. À, này thì ăn trộm hả? Ăn trộm là một cái tính rất là xấu luôn mấy bạn ơi. Mấy bạn nhỏ nhớ nè, đó là không nên bắt chước theo cái tên ăn trộm này nha các bạn nha. Ăn trộm là một cái việc rất là xấu xa và có thể gọi liên quan đến pháp luật luôn á, cho nên các bạn nhớ là không được ăn trộm đồ, không được lấy bất cứ cái gì mà không phải là của mình nha các bạn nha, không được nha. Ok, kỳ này ha, mình bắt đoàn ăn trộm, mình báo công an bắt ăn trộm này luôn. À, ôi quá trời kim cương luôn. À, hình như là, ôi còn nữa nè, còn nữa nè. Nó lên núi hay sao vậy, ghê vậy? Hình như mình chỉ cần đi thẳng theo hướng này là đến nhà ăn trộm á Sam ơi. Đi. Hình như là nhà hàng ăn trộm nó nằm bên hướng này nè Sam ơi, nhanh lên. Ui, đâu thấy gì đâu. Sam ơi, nhìn kia tôi thấy có một cái ngôi nhà kìa, hình như nhà này nhà của thằng ăn trộm á Sam ơi. Đi qua đây. Bây giờ tôi với bà đi qua bên cái cửa sổ, mình đứng ngay cửa sổ mà nhìn qua coi nó đang làm gì. À, nhà ăn trộm á bạn ơi. Ok. Ui, Sam ơi, kim cương của bọn mình kìa. Sam, kim cương của tôi kìa. Đúng rồi, kim cương của hai đứa mình kìa. Ôi khoan này, tôi có bóng của ai kìa. Hình như là ăn trộm Sam ơi. Nó kìa, tôi thấy nó kìa. Một viên kim cương, hai viên kim cương, trời giàu quá đi. Trời ơi, không, nhưng mà cái này vẫn chưa đủ, mình vẫn muốn thêm nữa, vẫn phải qua đấy tiếp thôi. Trời ơi, ăn trộm là một niềm vui. Trời ơi. Sam ơi, cái thằng ăn trộm này nè, không nhẫn nha là nó ăn trộm kim cương của bọn mình mà nó còn tính qua bên làng mình nó ăn trộm thêm nữa kìa. Trời, vậy là không được rồi. Đi vô nhà nó xem coi. Trời. Tham lam dễ sợ luôn á Phong. Trời ơi, thằng ăn trộm tham lam mấy bạn ơi. Trời ơi, kim cương của tôi nè. Trời ơi, trời thương kim cương của tôi. Cái gì vậy? Ê Sam ơi, sao có bé Cam này vậy? Ủa Cam ơi. Trời, nó bắt cóc Cam của tôi luôn. Trời ơi, Cam ơi, con có sao không vậy? Trời ơi. Mấy bạn ơi, thằng ăn trộm này nha, không chỉ là nó bắt nó lấy kim cương của mình mà nó còn bắt thêm bé Cam nữa bạn ơi, bắt cóc bé Cam luôn. Trời ơi, Cam ơi, con có sao không? Trời ơi, may quá. Trời ơi. Tôi vui dễ sợ luôn. Trời ơi, thương nha. Mấy bạn ơi, thật không thể nào mà chấp nhận được các bạn à. Thằng ăn trộm này nó quá đáng quá rồi. Không những lấy kim cương của mình còn dám bắt cóc bé Cam nữa, thà rằng là mình mất kim cương chứ mình không thể nào để mất bé Cam được. Kiểu này ha, là mình phải tìm cách để mình bắt cái thằng ăn trộm này các bạn ơi. Không thể nào mà để cho nó gọi là hoành hành như thế này được. Ok Sam, bây giờ túi bà về bọn mình cùng nhau lập ra một kế hoạch bắt thằng trộm này ha. Mà bây giờ ông phải lấy ra kim cương chứ bộ. Lấy ừ, thì bây giờ mình phải đem kim cương về nhà chứ, kim cương là kim cương của mình mà. Đem về. Phong, tôi có cái ý hay mà bây giờ cái nhà này nó hay để kim cương đúng không? Bây giờ mình lại banh cái nhà đi Phong. Rồi mình phá cái nhà luôn được không? Tôi có tin ti nè. Thôi không được, nhà của người ta, nói chung là nhà này là nhà của thằng ăn trộm nhưng nói chung cũng là nhà của người ta, mình không được quyền phá hiểu không? Mình chỉ bắt nó thôi hiểu không? Bắt thằng trộm đem về hiểu không? Rồi thôi liên lạc là cả nó phát hiện kìa. Ok, bà lo tháo cái dây ra, bà giải cứu bé Cam đi kìa. Trời, nhanh lên. Rồi, đi. Lượm kim cương. À. Rồi, đi, nhanh. One eternity later. Ok mấy bạn ơi, hiện tại là mình đã làm xong được cái bẫy để bắt được thằng ăn trộm này các bạn ơi. Đây, tên. Xin giới thiệu với Sammy với tất cả mọi người, đây chính là cái bẫy mà tôi mới sáng chế nè. Sam thấy ghê không? Bẫy gì mà kỳ dữ vậy? Nghĩ sao ông để cái kim cương đầu này lỡ lấy thì sao? Còn mấy cái này lấy gì đây? Đèn á, trời ơi, đèn đỏ này lấy gì vậy? Trời đất ơi, nó vàng cấp làm sao? Trời ơi, bà này xem thường mấy cái đèn này của tôi hả? Tôi nói bà biết nha, tôi đem kim cương á để ngoài đường á, biết là lý do vì sao không? Là để cho thằng ăn trộm nó nhìn thấy được kim cương, nó sẽ thấy thèm hiểu không? Sớm chạy vô nó lấy đó, mà khi mà nó lấy thì sẽ bị sập bẫy. Còn đây là đèn laser gọi là chiếu cái này rất là mạnh luôn á, bảo đảm một khi đã vô không bao giờ thoát ra ngoài được hiểu không? Không, nhìn nó đơn sơ vậy. Trời ơi, nếu bà không tin thì bà thử, bà bước vô thử đi. Trời, tôi vào luôn, mấy cái bẫy gì nó đơn giản này làm sao mà có thể là gì đó có thể là chặn được tôi được đúng không? Để tôi vào cho mình xem nè. Ai dạ ơi. Rồi xong luôn, thấy chưa?
thấy chưa bạn ơi, bạn thấy chưa, này thì xem thường cái bẫy của tôi nè. Tôi nói xong biết nha, cái bẫy này laser cực kỳ mạnh luôn, nó chiếu vô người cái ha là cái người bà đứt làm đôi luôn á, coi nè. Ôi ghê chưa, trời ơi dữ nữa. Đúng rồi, mà một khi mà đã bước vào bên trong rồi sẽ không bao giờ ra ngoài được luôn đó, rất là ghê luôn á nha. Ok bạn ơi, đó vậy chúng ta đã có được cái bẫy để bắt thằng trộm này nè. Nhưng mà khoan, bây giờ chúng ta còn thiếu một thứ, đó chính là vũ khí để gọi là có thể gọi là sao ta, áp đảo thằng ăn trộm này. Sao không biết vũ khí là gì không? Kiếm gì đâu, kiếm trời ơi trời, bà nghĩ sao vậy, ăn trộm bây giờ nó không sợ kiếm đâu, mình cần có một cái vũ khí mạnh hơn. Rồi bây giờ bà đi theo tôi, đi theo tôi, qua đây qua đây. Đây mấy bạn ơi, cái chỗ bẫy để bắt ăn trộm thì mình đã có rồi, bây giờ mình cần thêm vũ khí nha. Thì ở đây mình phát hiện là nhà Simmy có bé Mưa nữa bạn ơi, mình sẽ mượn bé Mưa của Simmy nha. Đây đây là bé Mưa nè. Hello Mưa. Hả, cái gì vậy? Ủa bé Mưa là vũ khí là sao, nghĩ sao vậy? Con Mưa nó cùng lắm, nó chỉ biết cắn người chứ chứ có làm được gì đâu. Trời ơi bà xem thường bé Mưa rồi, quay tôi chỉ cho bà coi này nè. Đây đầu tiên nha, mình sẽ hái một ít bông hoa nè, nhìn nè nhìn nè ấy. Hái mấy bông hoa tặng tôi hả? Tặng tôi hả? Ai thèm tặng bà, trời ơi trời, hái để cho hái bông hoa tặng cho bé Mưa, hiểu không? Cái gì kỳ vậy? Kỳ vậy, tặng tôi không tặng, tặng cho ông Mưa nè. Quay coi nè, đây mình sẽ lấy bông hoa nè, mình tặng cho bé Mưa, bạn coi nè, tặng bé Mưa, tặng bé Mưa nè. Rồi ok, rồi ok, sau khi mà tặng hoa xong cho bé Mưa bạn ơi, thì bé Mưa sẽ biến thành một loại vũ khí rất là mạnh luôn nè. Sam coi nha, bây giờ tôi sẽ cầm bé Mưa nè. Cái gì vậy? Ghê không? Ghê không? Đó bạn thấy không? Mình đã cầm bé Mưa lên y như một cái cây súng luôn đó bạn ơi. Đó. Trời ơi, nó đau làm sao? Trời, yên tâm, bây giờ bé Mưa đã biến thành một cây súng rất là mạnh rồi. Sammy coi nè nha. Bé Mưa có thể phun lửa nè. Ôi! Ghê không? Ghê không? Bạn thấy ghê không? Đó, bé Mưa biết phun lửa luôn bạn ơi. Bạn thấy ghê chưa? Đó. Rồi giờ sao? Sammy à, Sammy à. Cây đó, Mưa biết phun lửa vậy? Trời ơi, thì đó, tôi mới nói rằng là bé Mưa bây giờ đã trở thành một loại vũ khí rất là mạnh luôn các bạn ơi. Ok rồi, bây giờ chúng ta đã có vũ khí là bé Mưa nè. Bây giờ có thêm cái bẫy nữa, bây giờ chúng ta sẽ chờ hắn trộm tới nha các bạn nha. Ok rồi, Sam ơi, kiếm chỗ nào núp đi. Mình núp ở chỗ nào đi, chờ hắn trộm tới. La. Trời ơi, đứa nào ở đâu mà ngu vậy, đi để kiếm cương ở giữa đường này vậy. Ôi, khoan, cái này là cái gì đấy? Cái đèn vớ vả vẫn để đây làm gì vậy? Trời, cái gì vậy? Sao cái đèn này đau vậy? Chết rồi, đây là, có khi ở đây là cái bẫy không trời? Chết rồi, mình vào đây mình không ra được, mất rồi. Mất gần nửa máu rồi, bây giờ mà ra là chết luôn nè. Trời ơi, cứu có ai không? Có ai không? Cứu người đi. Trời đất ơi, sao lại bị nhốt ở đây thế này? Thôi, thế này thì làm sao mà đi ra? Này là đói bụng, thì ăn cái gì bây giờ? Trời, hay là ăn kim cương ạ? Kim cương có ăn được đâu, quên. Khoan, trời, kim cương mình phải đào chứ, mình phải lấy chứ. Trời, kim cương. À, thằng ăn trộm đã sập bẫy rồi các bạn ơi. Trời, cái thằng ăn trộm này nó tham lam ghê luôn các bạn. Tự nhiên ha, nó lọt vô bẫy rồi mà nó vẫn cố gắng đào kim cương cho bằng được. Trời ơi, đúng là một thằng trộm tham lam mà. Mình phải ra bắt nó ngay xong rồi. Đúng rồi, bây giờ ra rồi bắt nó tận tay luôn phải không? Okay. Cho nó biết mặt. Đây. À, quay, thằng ăn trộm kia. Thằng trộm. Cái gì? Đây. À, thằng ăn trộm này hôm nay dám vào đây đào kim cương của bọn ta đó ha. Bọn ta đã bắt được ngươi rồi. Ê, bà này, nói ai là ăn trộm đây? Tôi không ăn trộm nhá. Đây là kim cương, để đây là tôi có thể lấy nha. Tôi không hề ăn trộm nhá. Ê, bạn ơi, nhìn bạn thôi là mình biết bạn là ăn trộm rồi. Cái này là cái bẫy mà mình đặt ra để mình bắt bạn đó. Mình có bằng chứng rõ ràng. Mấy bạn fan, mấy bạn fan làm chứng cho mình nha. Rõ ràng cái tên này là tên ăn trộm. Mấy bạn làm chứng cho mình nha các bạn nha. Ha, chết ngươi rồi. Kỳ này ngươi bị bắt rồi. Thì ăn trộm đấy. Ta là ăn trộm đấy, có người làm gì được ta nào? Trời ơi, bây giờ ngươi đang bị sập cái bẫy của ta, ngươi đang bị bắt mà ngươi còn dám lớn tiếng với bọn ta hả? Hả? Dăm ba cái bẫy này, tưởng nhốt được ai? Này, nhìn này. Nhìn. Ủa? Này. Ủa vậy? Ôi trời ơi, tưởng ta không biết cách thoát hả? À, ngươi dám đập cái bẫy của bọn ta luôn hả? Ngươi tưởng là chỉ có cái bẫy này thôi sao? Ngươi sai rồi. Hãy nhìn đây. Súng bé Mưa. À, đây là súng nhất hả? Đúng rồi. Sợ quá. Ôi trời ơi, sợ thế. Ủa, không sợ hả? Trời ơi bạn ơi, cái tên trộm này hắn ta dám xem thường cây súng bé Mưa này bạn ơi. Hãy xem đây. Đó, cho biết tay. Sợ chưa? Này thì chạy. Này thì chạy. Đến giờ con chó thôi mà. Trời ơi.
này, đây thì chạy là ta phun lửa nên nó chạy luôn. Đứng lại. Trời ơi trời. Anh ơi, tha mạng em anh ơi. À, chịu thua rồi đúng không? Thấy chưa các bạn? Trước sau thì cũng sợ thôi. Sammy, nhốt lại nha lên. Để tôi răng lại bằng cái này. Đó, rồi. Ok. Này, ta nói cho ngươi nghe này, cái tên ăn trộm kia, ngươi vào trong làng của bọn ta mà ngươi không nghe cái tên hả? Đây là làng Hero Team, thấy chữ gì không? Hero Team to đùng kìa. Đó. Mà làng Hero Team là làng gì? Là làng của siêu nhân, siêu anh hùng. Đó. Ngươi dám vào đây là ngươi sai rồi. Ngươi thấy cái gì không? Ngay cả con chó thôi nó cũng có thể biến thành cây súng, thấy không? Hả? Thấy chưa? Sợ chưa? Anh chị ơi, tha em, anh chị ơi, tha em làm ơn đi. Tha hả? Đối với những kẻ mà ăn trộm đồ của người khác như thế này, các bạn thấy không? Đó, thấy không? Đây là kết cục của những kẻ tham lam đi ăn trộm đồ của người khác nè. Trên đời này, người ta đã thường nói rồi, muốn ăn thì phải có làm, mà không muốn làm là không bao giờ có đồ ăn để ăn, hiểu chưa? Trời ơi, cái tật đi ăn trộm là không thể nào chấp nhận được rồi. Bây giờ không có chuyện tha đâu bây giờ các bạn nha. Các bạn nghĩ rằng là mình nên xử tên ăn trộm này thế nào đây? Theo như tôi nghĩ là tôi sẽ đem tên ăn trộm này vô nộp cho công an. Sao nghĩ sao? Tôi nghĩ giang ông luôn ở phòng cho nó biết mặt. Đó. Đúng rồi. Không nè. Được, anh chị ơi, nhà em còn cái con mèo, còn con mèo em phải nuôi rồi. Anh chị đừng nhốt em ở đây. Này thì mèo nè. Ăn cắp mèo của người ta bị đặt nuôi mèo là sao vậy hả? Đúng rồi. Con mèo đó là mèo là bé cam của bọn ta, ngươi dám ăn trộm bé cam à? Quên mất, hắn ta còn tội ăn trộm bé cam nữa bạn ơi, tức quá mà. Đúng rồi. Bây giờ bọn ta không nói nhiều với ngươi nữa, bây giờ bọn ta sẽ đưa ngươi nộp cho công an. Mấy chú công an ơi, đến đây bắt ăn trộm nè. Ôi chết ngươi với bọn ta rồi. Ok mấy bạn ơi, và trong tập này mình và Sammy bọn mình đã lập được một cái công rất là lớn đó, chính là bọn mình đã bắt được ăn trộm mấy bạn ơi. Này thì cho ngươi chết chưa, này thì ăn trộm hả? Mấy bạn nhớ là không được học theo tên ăn trộm này nha, ăn trộm là xấu lắm nha mấy bạn nha, không được bắt trước nha các bạn nha. Ủa nè, lần sau mà còn vô làng của ta ăn trộm nó biết tay ta nghe chưa? Ai, đừng có đánh nữa trời. Này thì trời ơi nè, không ăn thì sao đi, đừng có đánh nữa. Hey, ok bạn ơi, thì bạn thấy cái bẫy cái gọi là sao ta, laser của mình hôm nay như thế nào, và bạn thấy gọi là cây súng bé mưa như thế nào, nhớ bình luận lại cho mình biết nha, chứ mình thích cây súng này ghê rồi. Chứ ok lắm luôn á. Ê, ăn trộm chạy kìa, phun lửa đó. Chạy. Đó lại. Trời ơi bạn ơi, ăn trộm nó chạy rồi, mình phải đuổi theo nó ấy bạn ơi, bắt nó lại nộp cho công an. Ok bạn ơi, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhớ nó subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh của Sammy cùng các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nha anh em. Đứng bây giờ lại. Ăn trộm đứng lại, phun lửa nè, đứng lại. Ê, tha đi. Tha cái gì mà tha, có tội là phải bị bắt.